Xin chào các bạn. Chắc các bạn đã biết là trong tiếng Thái thì nó có 44 chữ cái bạn. Quá nhiều để bạn học bạn. Ở đây đó thì tôi đề ra 25 chữ thôi bạn. Và trong chữ cái đó nó chia ra 3 phần bạn. Hai thôn bạn. Đây màu tím đây bạn. Tôi đề ra khoảng chừng đâu 7 chữ bạn. 7 chữ cái. Hổ hiệp, tho thủng bạn nhé. Và mid thôn bạn thì nó đây tôi đề ra 6 chữ bạn. Co cày, to tàu, cho chan, đo đẹp, bò bla, bò bay mái. Còn phần đông đó là lô thôn bạn. Và thêm một điều bạn nên biết nữa là thường thường đó, một chữ lô thôn đó thì nó có cặp với là hai thôn bạn. Chẳng hạn như là hổ hiệp đây bạn, đấy có, nó sẽ có hổ nọc hốc đây bạn. To to hạn là to thủng đây bạn. Thì nó là cặp đôi nhau bạn, cặp đôi đây bạn. Kho khôn đây thì cặp đôi mấy chữ này bạn. Pho phân cặp đôi mấy chữ này bạn nhé. Pho phan cặp đôi chữ này. Còn mấy chữ này đó thì nó không có đôi làm sao? Làm sao mình xử lý nó bạn? Nếu mà không có đôi đó thì bạn cộng thêm cái hổ hiệp trước bạn này. Đây bạn này. Đây là lô bạn nhé. Nếu mà bạn để hổ hiệp với là trước nó là hai thôn bạn, cũng như vo quẻn bạn để hái trước thôi, rau rưa thì nó có khoảng chừng đây 7 chữ là bạn đổi từ lô thôn qua hai thôn. Còn mấy chữ này đó thì nó đã có sẵn cho bạn rồi à, bạn nên nắm vững chắc phần này với bạn nha, tại vì kế tiếp đó thì mình sẽ ráp chữ đó bạn và ráp hai chữ cái với nhau. Kế tiếp đó thì mình sẽ ráp làm sao chữ Thái riêng khiển đây bạn. Riêng khiển đó là riêng là học, khiển là viết. Ở đây tôi để dấu hỏi có thể dấu ngã nha bạn nhé. Riêng khiển là học viết. Thì trong video trước đó thì mình có học chữ Thái là ia đây bạn. Âm ia đây. Và nếu mà mình đổi chữ o ăn qua chữ ro rưa đây, đây đó bạn đó thì nó sẽ ra là ria. Ria. Và nếu mà để chữ en vô đó bạn đó, nó là riêng. Còn chữ khiển thì sao bạn? Thì mình bắt đầu từ chữ riêng luôn bạn. Và mình đổi ra chữ khiên, mình để cho lấy kho khôn đây bạn nhé. Lấy kho khôn đây bạn. Để vô đây, thì nó ra kho khiên đây bạn. Rồi kế tiếp làm sao bạn? Thì một cách đó là bạn có thể muốn làm khiển đây đó bạn đó thì bạn để hổ hiệp đây bạn thì ra khiển, nhưng tại vì đây là nó có cặp rồi bạn, kho khoai đây bạn, nó có cặp rồi bạn nhé, thì bạn làm không nên làm vậy bạn, bạn kéo này ra bạn nhé, này là không đúng rồi bạn, kéo nó ra bạn. Trong khi đó thì bạn thay chữ kho khoai như kho khiển đây bạn. Bạn thấy không? Đây là khiên để đổi đổi chữ lô lô thôn đây bạn, là khiên không có dấu, khiên ngang bạn nhé. Và bạn muốn để dấu khiển thì bạn đổi qua chữ kho khai đây bạn nhé. Ra khiển đây bạn. Riêng khiển là học viết. À, về kế tiếp là mình sẽ đánh vần chữ nửa bạn. Nửa tiếng Thái là phía Bắc bạn, Tại là phía Nam. Và mình sẽ bắt đầu từ vần ưa đây bạn. Và mình để no nủ. Đây là nưa bạn, nưa, nưa. Nhưng mà mình muốn nửa sao bạn? Chữ no nủ đó thì nó không có cặp đôi. No nủ này là lô thôn bạn nhé. Nó không có cặp đôi ở trên hai thôn đây bạn. Nên bạn phải đổi nó từ lô thôn đây, no nủ đây thành hai thôn, bạn cộng chữ no nủ mới là hổ hiệp đây thì bạn ra là nửa, nửa bạn thấy hai chữ cái hổ hiệp mới no nủ không, là nỏ. Nếu mà không có chữ hổ hiệp là no, nên ở đây thì bạn đặt no nữa.
Đây là no nưa. Là mình đổi chữ no nưa này đó, từ lô thôn đó qua hai thôn no nữa đây bạn. À, để mình đánh vần thêm một chữ bạn, lưỡng nha. Lưỡng này đó là màu vàng, xì lưỡng là màu vàng bạn. Và mình bắt đầu bằng âm ưa đây bạn. Ưa là mình để lo lưa vô, là lưa, lo lương là lưa. Và mình muốn lương đó thì mình để ngon ngu vô bạn, là lương. Nhưng mà lương này bạn đó thì nó không có cái chữ cặp của nó ở trên hai tone bạn nhé. Lương nó là low tone mà nó không có cặp trên hai tone, thì bạn phải làm sao? Thì bạn muốn đổi từ low tone này qua hai tone đó thì bạn phải cộng thêm cái hõ hiệp, là ghép hai chữ cái với nhau đây bạn. Đây là lưỡng, lương, lưỡng, khác nhau là chữ bạn cộng thêm chữ hõ hiệp trước chữ lo linh đó bạn. Lương, lưỡng. Hẹn các bạn trong video tới.